Suốt ngày hôm qua 14 tháng 1, Hyun SNSD là tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận sau khi bị nạn nhân vụ bê bối Bunin Sun. Kim Sang Kyo réo gọi, khẳng định nữ idol chứng kiến tất cả sự việc, đồng thời yêu cầu cô tiết lộ sự thật. Không để công chúng chờ lâu, đến buổi chiều cùng ngày, trả lời truyền thông, đại diện SM Entertainment cho biết Hyun hoàn toàn không liên quan gì đến vụ bê bối Bunin Sun như nạn nhân Kim Sang Kyo viết trên Instagram. Hyun chỉ được mời đến chơi nhạc với tư cách DJ. Công ty cũng đề nghị công chúng không suy đoán và hiểu lầm. Mặc dù SM Entertainment đã đưa ra phản hồi song dư luận vẫn chưa thôi bàn tán về vụ việc. Nhiều người vẫn không khỏi hoài nghi về Hyun, cũng như võ đoán rằng tại sao nạn nhân lại phải chỉ đích danh cô nếu như cô không liên quan. Tuy vậy, phần lớn netizen đều đồng tình với lý lẽ của SM. Và cuối cùng đến tối nay, nhân vật chính trong câu chuyện đã lên tiếng. Cụ thể, cô đã đăng lên Instagram của mình bức hình chụp khi cô đang chơi nhạc trong Bunin Sun đi kèm một chia sẻ khá dài giải thích rõ những suy đoán đang bủa vây xung quanh mình. Theo đó, cô khẳng định bản thân chỉ đến Bunin Sun để biểu diễn với tư cách là một DJ bình thường. Cô cũng không chứng kiến cảnh tượng phê ma túy của bất kỳ nữ diễn viên nào như trong lời tố cáo của nạn nhân Kim Sang Kyo. Bên cạnh đó, Hyun cũng cho biết mình sẽ có những hành động cứng rắn đối với các cá nhân đã làm tổn hại đến hình ảnh, danh dự của cô. Nội dung bài viết của Hyun như sau, mọi người ơi hãy bình tĩnh nào. Có thể ai đó nghĩ tôi dừng hoạt động nhưng tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ. Tôi đã chào hỏi vài người, uống vài ly cùng bạn bè và nhân viên đến chúc mừng màn biểu diễn của tôi. Tôi đã tận hưởng buổi tối vui vẻ cùng họ sau khi ăn thịt nướng và về nhà. Có thể tôi đã nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ vui đùa với nhau trong club nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ nam, nữ diễn viên hoặc con mèo, con chó nào cả. Tôi sẽ chỉ chịu đựng các anh hùng bàn phím cho đến hết hôm nay. Tôi sẽ trừng phạt mấy người thật mạnh lần này. Còn nữa, tôi sẽ xóa bài này vào ngày mai nhưng không phải bởi vì tôi sợ đâu. Không phải đây là điều mọi người hay nói sao, nếu tôi không lên tiếng, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là một người dễ chơi. Vậy nên, chúc mừng năm mới. Chúc mọi người có một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Trước đó, dân mạng không khỏi bất ngờ khi Kim Sang Kyo, nạn nhân vụ hành hung ở hộp đêm Bunin Sun. Chỉ đích danh Hyun là người đã chứng kiến tất cả vụ việc, từ việc anh bị đánh đập cho đến nữ diễn viên phê ma túy đến sùi bọt mép. Cư dân mạng đã để lại rất nhiều suy đoán xoay quanh vấn đề này và khiến scandal Bunin Sun tưởng chừng như đã nguội đi nhiều lại được dịp nóng lên. Đã có nhiều thông tin đồn đoán rằng Hyun liên quan đến sự việc, bởi trước đó cô từng đăng ảnh check-in thân thiết bên Seung Ji tại hộp đêm Bunin Sun vào đêm xảy ra vụ án. Bài đăng của Kim Sang Kyo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, một lần nữa scandal Bunin Sun lại bị đào lại. Cũng từ đây, chuyện Hyun từng ghé thăm và check-in tại hộp đêm Bunin Sun đã bị dân mạng đào lại. Nữ idol đã từng chụp ảnh chung với thành viên Big Bang và đăng tải lên Instagram cá nhân. Trước đó, đây chính là manh mối khẳng định Seung Ji đã có mặt tại hộp đêm vào ngày xảy ra vụ hành hung Kim Sang Kyo. Ngay sau khi scandal Bunin Sun bùng nổ trên các mặt báo, nữ idol đã xóa tấm ảnh này. Ở thời điểm đó, nhiều netizen lên tiếng mỉa mai, chỉ trích Hyun, nghi ngờ cô cũng dính dáng đến vụ bê bối chấn động này. Tuy nhiên, fan đã chỉ ra rằng Hyun có lịch trình chơi nhạc ở nhiều hộp đêm khác nhau và Bunin Sun chỉ là một trong số đó. Hyun không phải DJ độc quyền của Bunin Sun cũng như không liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, Kim Sang Kyo đã tố cáo Hyun biết rõ tất cả. Danh tính nữ diễn viên phê ma túy đến sùi bọt mép trong lời tố cáo của Kim Sang Kyo cũng bị truy lùng ráo riết.